Xin chào các bạn, tiếp tục với diễn biến sang giờ của tập trước, Vương Đồng đã sử dụng ra vũ hồn thứ hai là Hạo Thiên Chùy, sấm sét cuồn cuộn bạo phát ra xung quanh. Hắn cầm cây chùy khổng lồ lao đến bổ vào mặt đối thủ, chỉ cần một đòn đã khiến đối thủ nằm hít đất. Tất cả khán giả trên đài đều há mồm kinh ngạc trước sức mạnh của Hạo Thiên Chùy, ngay cả trọng tài cũng bị đứng hình trong giây lát. Phải tới khi được nhắc nhở thì mới tuyên bố chiến đội Sử Lệ Khắc giành được chiến thắng. Chiến thắng này đúng là không hề dễ dàng, tất cả khán giả đều hò reo cổ vũ. Chùy bước ra ngoài giải thích cho tất cả mọi người biết rằng các thành viên thi đấu đều là đội viên dự bị. Các thành viên chính thức trước khi đến dự thi thì đã bị thương không thể ra sân. Khán giả nghe được sự thật này đều im lặng, sau đó cùng nhau vỗ tay cổ vũ. Phía học viện Hoàng gia Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng khâm phục. Sử Lệ Khắc học viện mang đội hình dự bị đến đây lại có thể tạo ra chiến tích như vậy. Nếu như là đội viên chính thức thì nhất định sẽ vượt qua dự đoán của bọn họ. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng cảm với Sử Lệ Khắc. Trong số đó có Trường Ninh học viện, bọn họ sau khi biết được sự thật liền vui mừng. Đội dự bị đã bị đánh cho bầm dập rồi, Sử Lệ Khắc sẽ lấy gì ra để đối đầu với bọn họ trong vòng kế tiếp đây? Sau một thời gian điều dưỡng, Hoắc Vũ Hạo cũng tỉnh lại. Vương Đông đem mọi chuyện kể lại cho cậu ta nghe. Hoắc Vũ Hạo cũng sớm đoán được Vương Đông là song sinh vũ hồn. Nhưng cậu lại nghe nói rằng đệ tử dòng chính của Hạo Thiên Tông đều sẽ có họ Đường. Vương Đông không trả lời vấn đề này, tạm thời giữ bí mật trước đã. Điều này làm cho Hoắc Vũ Hạo thêm thắc mắc. Đột nhiên vào lúc này, một luồng khí tức màu đen quỷ dị xuất hiện tạo ra một cái kết giới bao phủ hai người lại. Hung thủ làm chuyện này chính là quốc sư của Tình La Đế Quốc, Trình Cương. Sau khi xem được màn thể hiện của Hoắc Vũ Hạo, lão ta liền nghi ngờ cậu là hồn thú hóa thành hình người, nên tìm tới đây để chứng thực. Lão trực tiếp đem vấn đề này ra uy hiếp, còn chất vấn cậu hóa hình trà trộn vào cuộc thi là có ý đồ gì. Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Bích Đế Hoàng Hạt thấy lão già này có ý đồ xấu nên lập tức chuẩn bị tiếp quản cơ thể của Hoắc Vũ Hạo để ứng phó. Đào Linh Hồn Thần Bí đột nhiên ngăn cản, thực lực của Trình Cương là phong hào đấu la, bọn họ tùy tiện ra tay không những không có hiệu quả mà còn làm cho hiểu lầm thêm nặng, sẽ khiến cậu ta gặp nguy hiểm. Hoắc Vũ Hạo bất ngờ vì điều này, cậu lên tiếng thanh minh rằng mình không hiểu lão ta đang nói gì. Vương Đồng cũng lên tiếng giải thích, thấy tiểu tử này không chịu thừa nhận, Trình Cương đành phải tự mình vạch trần. Mặc kệ cậu có giải thích như thế nào thì đối phương vẫn không chịu nghe, còn cho rằng cậu trà trộn vào là để ám sát tinh anh các nước. Lão ta chậm rãi giơ tay chụp lấy Hoắc Vũ Hạo. Vương Đông vừa lên tiếng giải thích thêm thì đã bị Trình Cương đánh trọng thương hộc máu. Sau đó bẻ tay Hoắc Vũ Hạo rồi cho biết vũ hồn của mình mẫn cảm với khí tức của hồn thú. Chỉ cần rót hồn lực vào, cho dù cậu có diễn giống thật hơn thì cũng sẽ bị lộ nguyên hình. Hoắc Vũ Hạo bị tra tấn một trận no đòn, kết quả lại quá bất ngờ, cậu hoàn toàn là nhân loại. Ngay cả siêu cấp đấu la như Huyền Lão cũng không nhìn ra được điều gì bất ổn trên người Hoắc Vũ Hạo. Làm sao mà một tên phong hào đấu la gà mờ như Trình Cương lại nhìn thấu được? Dù đã đập cho hai người một trận no đòn thì lão ta vẫn cực kỳ hống hách, còn yêu cầu hai người không được đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài. Hành động ức hiếp này làm cho Vương Đồng cũng phải mắng cho một trận. Trên đường trở về, Trình Cương đột nhiên bị một vài cục đá ném vào đầu. Hung thủ làm chuyện này có vẻ như là Huyền Lão. Đường đường là hộ quốc đấu la, vậy mà lại đi bắt nạt hai đứa con nít. Trình Cương lên tiếng giải thích, nhưng Huyền Lão đã dùng lại chiêu mà đối phương bản nãy đã dùng. Vừa rồi, Hoắc Vũ Hạo đã giải thích đủ đường mà lão gia này không nghe, bây giờ Huyền Lão cũng không thèm nghe giải thích. Sau khi bị thêm vài cục đá ném vào mặt, Trình Cương đã tức giận, lão bộc phát vũ hồn rồi yêu cầu kẻ giấu mặt đi ra ngoài. Huyền Lão nghe vậy cũng thản nhiên bước ra. Trình Cương bạo phát sức mạnh vũ hồn chém ra một luồng kình lực. Đáng tiếc rằng sức mạnh của lão già này lại quá yếu ớt so với Huyền Lão, thậm chí còn chưa kịp chạm đến thì đã bị phá tan. Huyền Lão không ngần ngại dạy cho đối phương một bài học. Ông chưa cần dùng già vũ hồn, chỉ tùy tiện phun ra ngụm rượu đã cho Trình Cương nằm lăn lóc. Thấy đối thủ lần này quá mạnh, lão ta định sử dụng ra hồn kỹ mạnh nhất để tấn công, nhưng còn chưa kịp làm chuyện đó thì lại bị Huyền Lão đánh cho bầm dập. Chỉ riêng điều này cũng có thể thấy sự chênh lệch giữa phong hào đấu la bình thường và siêu cấp đấu la. Trình Cương nhanh chóng trở thành bào cát để cho Huyền Lão đánh đập. Lão lên tiếng cầu xin tha mạng, Huyền Lão cũng không muốn giết chết tên này. Nếu làm như vậy thì sẽ xảy ra xích mích cực kỳ lớn. Ông uy hiếp, thân là cường giả phong hào đấu la, đi bắt nạt hai đứa nhóc ba hồn hoàn chính là sỉ nhục của hồn sư. Quay lại xin lỗi hai người họ thì ông sẽ bỏ qua. Trình Cương bị đập cho sưng hết mặt mũi. Đây chính là bài học sâu sắc. Sau khi Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đi ra ngoài, thì đột nhiên nhìn thấy Trình Cương cúi đầu xin lỗi.
Điều này làm cho hai người vô cùng thắc mắc. Sau nhiều thời gian nghỉ ngơi thì Lăng Lạc Thần cũng đã khôi phục hoàn toàn. Lần này nàng ta sẽ ra sân. Trận kế tiếp là đoàn chiến 7 đấu với 7, học viên Sử Lè Khắc đối đầu với Trường Ninh học viện. Tuy nhiên, Chu Ý lại hoàn toàn không chuẩn bị chiến thuật. Điều bất ngờ là các thành viên khác sẽ không cần thi đấu, chỉ có Hoắc Vũ Hạo và Lăng Lạc Thần ra sân. Bọn họ định dùng sức hai người đấu với 7 người. Điều này làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Các thành viên của Trường Ninh học viện bước ra ngoài chế giễu, còn chưa đánh mà đã lên tiếng gáy sớm, tuyên bố rằng học viện của bọn họ sẽ là đội ngũ đầu tiên đánh bại Sử Lè Khắc trong vạn năm qua. Ánh đèn sân khấu tắt, các học viên Trường Ninh học viện lập tức nhảy nhót khiêu vũ. Lời bài hát lại ám chỉ Sử Lè Khắc thất bại, chưa giành chiến thắng mà đã ăn mừng rồi. Ngay khi trọng tài tuyên bố bắt đầu, Hoắc Vũ Hạo liền truyền sức mạnh cho Lăng Lạc Thần, khiến sức mạnh hàn băng của nàng ta đạt tới cực hạn. Chỉ với một lần bạo phát sức mạnh, toàn bộ 7 thành viên Trường Ninh học viện đều bị biến thành cục thịt đông lạnh. Lăng Lạc Thần lạnh lùng vuốt tóc bước ra ngoài sân đấu. Trận chiến kết thúc quá nhanh, Sử Lè Khắc giành được chiến thắng quá nhanh rồi, tất cả khán giả đều cuồng nhiệt hò reo. Hoàng đế Tinh La Đế Quốc đột nhiên ra lệnh, bắt đầu một cái kế hoạch. Rốt cuộc Tinh La Đế Quốc đang có dự tính gì, chúng ta tạm thời vẫn chưa biết được. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, các bạn hãy cùng mình đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!